lên 1 2 3. À đấy. Có tiếp 30 bạn là dễ, cái mỏ lết to ở dưới. Đúng rồi. Tiếp 30 bạn là dễ. Còn súng bắn được, thích đưa súng bắn. Cháu đang thiếu cái khẩu 30. Rồi đấy. Đấy bạn cái bạn nó khóa cái đấy là giữ thôi. Để theo chiều tay rồi. Cái mỏ lết to này theo chiều. Đúng, đấy, à, thiếu cái 30 à? Đấy, có tiếp 30 bạn nhỉ? 32. Thế là 30 đấy. Của cháu là 30. Rồi đấy. Đấy xong rồi, ra rồi. Thấy chưa? Nhẹ xong rồi, bé rồi. Đấy. Cái này thì có cái tip thì ok. Thầy ơi, thầy chịu mà. Cái tip thì nó về giữ cái dễ hơn. Súng bắn ấy mà, bắn súng ấy. Vâng. Đấy rồi cái vít inox để cho bắn súng mà, đấy. Khổ cái là cháu đang thiếu đồ đấy. Nếu như chúng ta cứ đấy. Đấy. Giả phát là cả bi cả bánh răng ra luôn. Không phải vất vả gì. Nhảm như là đấy, hai bộ, một bộ này của Vision này, một bộ này của Lead mà AP 110 này. Vâng. Đấy. Còn xe nào nữa không? Hả? Thế đó chỉ muốn trong xe các bạn. Thép lò xo nó kêu này, đấy để ra. Kêu như kẻng, thép lò xo. Cái này cháu có thể đưa nếu có đầu tiếp xuống hơi cho bắn xèo cái này ra này. Đúng rồi. Đông hơn 0,2% so với quy định hiện hành. Nhẹ nhàng không? Quá nhẹ nhàng, quá ngon. Nói thật chứ nói là thành tiệu khoa học đó, chứ không phải là cái tiền nó là một vấn đề, nhưng mà nó thành tiệu khoa học. Là nó phải đẹp như thế đúng không? Không tì vết, không sướt, không sát. Ngon đấy. Đấy, các bạn hẳn ra nó tháo bia vết ra, đấy, cứ quay bia vết cho nó. Đấy, thế này. Ra rồi đấy, ra rồi, ra cả bi cả bánh răng luôn, làm sao thay đổi hàng tháng thì người sử dụng lao động phải đóng không rất nhẹ nhàng nhé bà con nhá. Ừ, quá nhẹ nhàng luôn. Vâng, dùng rất hay, chấm hết luôn, không làm dùng được mà đảm bảo tuyệt đối không bị tuét. Cái có nhu cầu có chuẩn bị sẵn 2 triệu nữa, không có lằng nhằng, rất là tiện. Nào nói dùng đồ sao cứ nhớ đến người cung cấp đúng không? À, nghe tên nó gọi là cổ dâu đúng không? Bây giờ cũng hơi toàn loại cổ dâu. Không bảo không đẹp trai cơ, bây giờ trả già nhưng đẹp trai cổ dâu cơ. Ông cái nhà cái con bé nó thư ký làm thế, nó bảo chú ơi ngày kia thanh niên chú đẹp trai em, ngày kia thanh niên tao mẹ không có sải tay không hết gái. Nhưng bây giờ già này mà trông vẫn phong độ thanh niên, thanh niên đẹp trai lắm rồi. Đấy, không phải tháo cả đâu, cái này chỉ nói cho biết là trong thời hạn là 3 năm liền. Cứ dài hết à? Thì bị cái gì ở ngoài, bị gì ở ngoài cái bánh răng nhỉ? Không bị vi phạm. Đúng không? Bị phạt vi phạm chỉ phạt tiền này, không vi phạm. Bị gì cái bánh răng đúng không? Không phải đang co vào hơi quá. Không, cứ cạy ra nó không quá đâu, nó hồi mà. Nó hồi mà. À không phải. Cháu chưa ra hết. Mà chưa ra hết bánh kia thì. Ờ chưa ra bánh kia thì đấy. Đề xuất. Nói chung là ra bây giờ là võ là ra rồi. Thì, đúng không? Bây giờ đến điểm lỏng rồi, đúng không? Điểm lỏng rồi. Ừ, đấy. Trong 3 năm chưa 3 mét nó vẫn còn lực rồi mà, đúng không? Đầy đủ và đúng thời hạn. Cái điều kiện từ 3 năm kéo lại. Là trước cái năm liền kể đến. Khập vào đây này, khập vào đây. Bây giờ không cần khập nữa, đúng không? Đấy, ăn vào rãi như này nhìn thấy đúng rồi, đúng không? Đấy, cái đấy. Thế là chưa ra hết, kéo sướng quá, đúng không? Thừa tháng sướng quá, nó ra hết rồi, đúng không? Thì thấy nòng nòng rồi không? Lắm sướng rồi. Thì doanh nghiệp nào đủ ba cái điều kiện. Nói chung là rất nhẹ nhàng. Ừ, phải nhẹ nhàng luôn, nhìn nói nhẹ nhàng. Đấy, cái con đấy này. Quan điểm của mình về cái hiệu quả thiết thực của chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí thử tuất. Bây giờ nghe đến viên xe ga thì cảm thấy thở phào nhẹ nhõm đúng không? Trong đầu nó không có một cái ức chế gì nữa đúng không? Đấy, trước là trong đầu nó vẫn cứ ức chế, tại vì mình tháo ra có đảm bảo không đúng không? Thế thôi, đến lần này thì cũng chẳng cần quá. Đấy, lại bạn con đấy vào.
hướng dẫn chống độc trục cơ là tuyệt đối không bao giờ được tuyết nhé, đúng không? Đặc biệt khi mà có đại dịch Covid này, các đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, cắm ra cho nó xuống tí, 50% đẩy nó vào, đẩy vào tí cho nó quan tâm. Đấy, là chỉ cho quan tâm. Các đơn vị là đủ. Cháu cái đấy rồi xe cái bi đấy, cái bi đông người người đấy. Nhìn chưa? Không, đừng gõ đấy. Đấy. Bi đang bị nghiêng. Bi nghiêng, bi nó chưa bám. Thôi, đem ở đây xét về bi đã vào trong cái nới ra đấy. Đem quặp về cho anh. Đây là cái số. Đây là nhà cung cấp nữa. Mày điền ngay cho thế đi, thế bảo gì ấy? Hả? Điền ngay cho thế đi, thế bảo đấy. Cái số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, tức là 22%. Em quên thì nó mới phải dặn. Nếu biết là em rơi mất hay là em phải để nhà em nếu như thực hiện đến hết tháng 12 năm 2020. Một lần nữa xin cảm ơn bà tham gia chương trình. Chương trình hộp thư truyền hình tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào.